Ok, hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Gamer. Và gần đây thì mình bắt đầu làm lại những video hướng dẫn về Terraria và được một số anh em ủng hộ, mình rất là vui ha. Mặc dù view không cao, thì tầm khoảng 600-700 thôi, thì dù sao cũng vậy là rất là nhiều rồi. Là rất cảm ơn những anh em mà đã theo dõi, và cũng như là những anh em nào mà khó khăn về trong cái game này á, đã comment ở phía dưới những video đó, đã làm cái cảm hứng cho mình làm lại những cái video hướng dẫn ha. Rất cảm ơn anh em, bao nhiêu cũng được. Bây giờ miễn anh em còn coi mình sẽ còn làm. Ngày trước thì mình hay sợ là ít view á, mà thôi kệ đi, bây giờ mình sẽ làm cho anh em hết mình luôn. Thì trước khi mà mình đến với cái tập mà Hatchmod 3 thì mình sẽ làm một cái tập gọi là, tôi nghĩ là một tập mà mình xen kẽ vào để mình nói với những anh em nào mà đã biết chơi rồi thì nó có một cái chu trình boss như thế nào để có thể tiếp tục chơi cái game này á, hiểu không? Nghĩa là chu trình boss ở bên Hatchmod. Sau đó thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn với anh em tập 3, thì có lẽ là mình sẽ làm video liên tiếp luôn ha, để cho những anh em Terraria hoàn thành cái game luôn. Đó. Khi mà anh em qua Hatchmod á thì những con boss đầu tiên nó sẽ đến với anh em và anh em sẽ bắt buộc phải đánh á, đó chính là con boss gọi là ba con boss cơ khí ha. Thì ba con boss cơ khí nó sẽ có tỷ lệ xuất hiện khi mà anh em lên Hatchmod mà anh em ở trên nhà nè, thì nó có tỷ lệ xuất hiện là khoảng mười mấy phần trăm hay là ba mấy phần trăm gì đó, mình không có nhớ rõ, nhưng mà nó có tỷ lệ xuất hiện mỗi đêm, thì nó có tỷ lệ xuất hiện cho đến khi nào mà anh em giết được nó thôi, cũng giống như là Eye of Cthulhu rồi đó đó ha. Thì những con boss này anh em vẫn có thể chế tạo bằng cách là dùng những cái tinh thể nè, cái sọp nai hoặc sọp lai nè, sau đó dùng cái len, len thì dùng để chế cái con bốt, bốt máy mà thuộc dạng là con bốt hai con mắt á, còn rotten chun á là để chế con bốt gọi là gì ta, destroyer, hoặc con này gọi là skeleton. Đó là ba con bốt cơ khí ha. Thì đây là ba con bốt bắt buộc anh em phải đánh ở Hatchmod. Trước tiên mình cũng quên giới thiệu anh em là trong video này mình sẽ chỉ giới thiệu về boss thôi, những con boss anh em sẽ gặp và đánh theo chu trình của nó thôi, chứ không có nói anh em là hướng dẫn anh em cách đánh. Thì tại vì cái đó mình sẽ làm tiếp tục trong những cái video sau để anh em dễ dàng hình dung hơn, chứ mình không thể dồn tất cả vào video được, đúng không? Rồi, mình sẽ gọi từng con boss một nhé. Đầu tiên, con boss đầu tiên anh em nên đánh là một trong ba con này, thì nó sẽ là ba con gọi là cơ bản ha. Bây giờ mình sẽ dùng một cái mod để mình gọi boss ra. Mình dùng cái mod này gọi cho nó dễ nha. Đây, boss. Đây thì nó có cái hình nên là mình hướng dẫn cho anh em dễ luôn. Thì những con boss như sau. Đầu tiên á, nó là con Skeleton Ride, là con boss có bộ xương ha. Rồi, Destroyer ha. Rồi con đây, hai con này là hai con song sinh nè, nên anh em gọi thì anh em có thể gọi một lúc hai con được. Đó. Đó, hai con, nó là hai con song sinh. Thì đây chính là ba con boss mà anh em sẽ đánh đầu tiên khi mà anh em qua bên cái Hatchmod và có tỷ lệ xuất hiện mình đã giới thiệu hồi nãy nhé. Đó. Thì ba con này con nào đánh trước cũng được, nhưng mà theo mình á, lúc nào anh em nên đánh thì anh em cũng nên đánh cái con gọi là con Destroyer trước, vì con Destroyer rất là dễ đánh. Ở đây thì mình sẽ giết tụi nó nhanh thôi, mình sẽ giới thiệu chu trình boss cho anh em mà tiết kiệm thời gian thôi ha. Tất nhiên là mình sẽ không có được cây kiếm Zenith ở trong cái thời đâu. Zenith chỉ có khi mà anh em đã chơi tới gọi là boss cuối thôi, giết xong Bullock thì anh em mới có Zenith thôi. Đây không? Đó, mình sẽ giết con này cho lẹ đi. Rồi, ô kia chạy đâu rồi? Mày sợ quá mày chạy hả mày? Rồi, ba con boss này nhá. Rồi tiếp theo anh em sẽ cần đánh một con boss nữa. Khi ba con boss này xong anh em sẽ thấy thông báo này, The Jungle Brawl Redlet nè, có nghĩa là khu rừng nó đang nổi giận hay gì đó, đại loại vậy. Thì lúc đó anh em bắt đầu xuống khu rừng. Xuống khu rừng thì khu rừng anh em mình đã nói trong video trước á, là nó sẽ là phía đối nghịch lại với lại cái dungeon. Dungeon bên trái thì rừng nó sẽ bên phải. Đây là rừng đây. Đây là khu golem đây. Khu gọi là dungeon jungle ha, có nghĩa là cái hầm ngục ở dưới rừng ha. Thì anh em bắt đầu sẽ đi đến những cái nơi ví dụ như thế này. Mình sẽ đi đến cái khu rừng. Thì trong khu rừng này chúng ta sẽ kiếm cái Lantera, Lantera hoặc Lantera, mình hay gọi là Lantera đó. Ok anh em, và sau 15 phút thì mình cũng đã kiếm được cái con Lantera đầu tiên rồi anh em ha. Thì Lantera nó sẽ như thế này. Lantera nó sẽ có giống, nó hình dạng như một cái búp sen anh em. Và khi anh em giết ba con boss máy thì nó sẽ xuất hiện. Nó như thế này nè anh em. Đó. Thì đây là một con boss gọi là anh em bắt buộc phải đánh ha. Còn nếu như mà anh em nào mà đã biết một số cơ chế của game á, thì cũng không nhất thiết là đánh đâu, vẫn có thể đánh tiếp con boss kế tiếp. Nhưng mà nếu như mà mình chưa biết được những cái cơ chế gọi là công nghệ của game á, thì mình cần phải đánh con này. Thì sau khi anh em đánh con này xong thì nó sẽ có cái chìa khóa anh em. Chìa khóa để mở cái dungeon ha. Thì đây là dungeon đây. Từ từ để mình đánh con này đây. Thì con này nó có tỷ lệ là nó sẽ có khi mà anh em giết ba con boss máy, nhưng mà tùy vào hên xui nữa anh em, đâu phải lúc nào anh em cũng gặp được đâu ha. Thỉnh thoảng thì tìm hoài không thấy luôn á. Đây nè. Nhưng mà anh em để ý trên map là nó sẽ có một cái màu hồng như thế này nè.
Về sau thì anh em chú ý ở đâu mà nó có màu hồng thì anh em vô nhé. Nè cái chấm màu hồng nè, đây nó hiển thị là Lantera Boost nè, Loco Pi nè. Đó, ngày xưa giờ mình ít để ý lắm, nhưng mà sau này anh em chơi quen rồi thì anh em có thể để ý bằng cách là nhìn trên map như thế này ha. Đây chấm màu hồng nè. Đó thì để triệu hồi nó thì anh em có thể dùng búa, dùng cúp, dùng bất kể cái thứ gì. Đối với bản 1.3 thì nếu mà anh em dùng bom anh em nổ thì nó sẽ mất luôn, nhưng mà 1.4 thì anh em dùng bom thì ok không sao cả, nhưng mà tốt nhất anh em cứ dùng cúp đi. Nè sau khi anh em dùng cúp anh em đập nó thì nó sẽ có gọi một con bot ra. Thì con bot này là một con bot hard mod nên nó cũng rất là khó, anh em đừng có đánh khi mà anh em chưa chuẩn bị nhé. Tại vì khi mà anh em không chuẩn bị thì xung quanh này nè, nó khi mà cái chỗ này quá hẹp á thì nó sẽ giết anh em vẫn sẽ xây một cái hệ thống đánh bot giống như mà bọn mình hay làm trên những buổi livestream ấy, hay là anh em xây hàng ngang qua nè, cho cái không gian nó rộng một chút xíu để cái chỗ cho mình có thể né được skill của nó cũng như là đánh nó hiệu quả nhất ha. Thì đây thì mình sẽ tua qua nhanh cho anh em xem, tại vì mình sẽ chỉ làm bot rớt thôi ha. Rồi đây đây là phần thưởng khi mà mình đánh xong. Khi mà mình đánh xong thì quan trọng nhất của cái này ấy là mình sẽ lấy cái chìa khóa anh em mình mở ra đây, thì mở ra nó sẽ có chìa khóa. Thì chế này là trong chế độ Xpack, Xpack thì nó sẽ mở cái rương ra có chìa khóa, còn nếu như anh em chơi chế độ thường á thì anh em đánh phát là nó ra cái này luôn ha. Đây mình sẽ cho này to hơn chút thì mình đánh xong thì nó sẽ ra cái chìa khóa này rớt vào luôn, mình lượm luôn. Sau khi cái chìa khóa xong thì anh em sẽ vui lòng đi kiếm một cái gọi là cái ngôi đền á, thì anh em thích gọi ngôi đền hay gọi là dungeon cái gì cũng được, thì nó sẽ có cái chìa khóa ở đây nè. Đó anh em bấm theo này thấy không, anh em thể cái tay vô nè, cái nếu có chìa khóa trên người thì nó sẽ hiển thị là mở chìa khóa, sau đó anh em sẽ vào đây khám phá. Và nói trước anh em là khi mà khám phá cái này thì anh em biết là trong đây nó rất là nhiều bẫy, nếu như anh em mà chơi không nghiêm túc hoặc là có đồng đội bóp á, thì nó rất là dễ chết. Đây thì mình sẽ đi nhanh qua cái dungeon thôi, và những cái thứ này cũng không quan trọng đó. Đó anh em chỉ cần đi qua là những cái chỗ là bẫy nè. Đó thì về sau mình sẽ làm một cái video cụ thể hơn về những cái cách né né bẫy né bot các kiểu né trong đây. Trước mắt thì mình sẽ tua nhanh qua thôi ha. Mình sẽ cần kiếm thêm một cái Lisa nữa, một cái cục pin, mình chỉ cần cục pin thôi. Đây cái bẫy này, đặc biệt cái bẫy này rất là nguy hiểm nha, nó rớt xuống nó xuyên qua hết nha. Đó anh em sẽ cần cái cục pin này nè, cục pin này nè. Đó cục pin này để dùng để triệu hồi bot. Rồi sau khi đánh Lantera xong thì anh em đi hết một vòng đây ha, sau này xuống dưới đây, rồi xuống dưới đây nó sẽ có một cái ngôi đền, cái ngôi đền và cái đây là cái đồ anta, cái anta này để gọi bot nè. Bỏ cục pin vào cái này thì nó sẽ ra con golem. Thì đây là một con bot rất là mạnh và anh em có thể đánh ở ngoài cũng được, nhưng mà khi mà anh em chưa có đủ búa để đập nó thì anh em tạm thời là anh em cứ gọi nó trong đây thôi, và anh em xây một đường hai đường để vừa đánh vừa né nó ha. Thì đánh xong con golem rồi nó sẽ xuất hiện bốn cái đứa này, bốn thằng trẻ trâu, nó sẽ niệm chú em si bù ở đây nè, mà trên thực tế thì nó sẽ không làm gì mình cả, mình cũng sẽ không nhất thiết phải làm gì nó. Nếu như anh em muốn phá đảo thì anh em bắt buộc phải giết tụi nó, anh em giết bốn tụi nó thì nó sẽ xuất hiện một cái con bot khác. Thì con bot là tên là Lucatic, một cái ông pháp sư cuồng giáo anh em nhé. Thì con này nó sẽ giết xong thì nó sẽ cho anh em một cái bàn chế tạo. Đây bàn chế tạo, nó cái bàn chế tạo là để chế những cái đồ liên quan tới cái con bot cuối ha. Và sau khi giết xong được cái con bot này á, giết xong con bot này nó sẽ xuất hiện bốn cái trụ, 1 2 3 4. Thì mỗi cái trụ này tương ứng với lại một cái hệ trong game, ví dụ như Solar thì liên quan đến melee nè, đồ tăng cơ, Nebula thì liên quan tới phép, Stardust thì liên quan đến đồ triệu hồi ha, rồi rồng rồi đó, Vortex thì liên quan đến súng, cung, những cái vũ khí bắn xa, Ranger. Đó thì anh em muốn xong thì anh em phải tiêu diệt hết bốn cái trụ này. Đây mình sẽ tiêu diệt hết bốn cái trụ này nhé, mình sẽ tiết kiệm thời gian. Thì mỗi cái trụ này nó sẽ có một tương ứng một số loại quái riêng, và ở trong mỗi cấp độ thì nó sẽ có số lượng nhất định. Ví dụ như NSB hình như là 150 con ấy, là anh em phải đánh tổng cộng là 600 con cho bốn cái trụ. Còn nếu mà chế độ dễ hơn thì anh em chỉ cần thể đánh 75 con hoặc là 100 con vậy thôi. Ok, sau khi mà mình đánh xong bốn cái trụ xong, nó sẽ có một cái dòng thông báo là impending doom nè, approach nè, có nghĩa là mình đã có thể triệu hồi con boss cuối của game. Sau khi mình giết xong con boss cuối thì mình sẽ giới thiệu anh em những con boss thường gọi là boss phụ ha, những con boss mà liên quan đến cái chức năng của game, nó không nhất thiết là phải đánh, nhưng mà nếu như anh em muốn đánh thì cũng được. Đây là một con boss thuộc dạng là đam rất là to, rất là mạnh và nó to khổng lồ anh em. Lần đầu tiên mà khi mà mình chơi game mà mình gặp con boss này mình rất là sợ. Và con boss này sẽ rớt rất là nhiều đồ ngon, nào là súng ống đủ các hệ và những cái đồ để thiết kế để chế được cái cây Zenith mà mình đang sử dụng ha. Để chế cây Zenith ha. Đó chính là cái tiếng boss chính. Và khi anh em giết xong con boss chính thì coi như là anh em đã phá đảo game rồi. Boss này thì tính ra là phá đảo rồi ha.
Rồi, mình sẽ giới thiệu đến cái tiếng bot phụ ha. Ok, con bot đầu tiên là Winslide ha, mình sẽ đi kiếm một cái tinh thể. Đây, bên này. Đây đây ở trên này đây nè, mình đập nó. Mình đập nó ha, lấy búa, lấy cúp hay lấy gì đó mình đập thấy đó. Xong mình dùng cái này để mình có thể triệu hồi con bot đầu tiên. Thì con này là Winslide, là một trong những con bot hotmod dễ nhất và anh em có thể đánh khi mà anh em mới lên hotmod. Nhưng mà con này thì không bắt buộc anh em đánh. Anh em chỉ cần thích thì đánh thôi, không đánh cũng được, không sao cả. Nó cũng không có cho anh em quá nhiều đồ gọi là ghê gớm đâu. Chỉ là một dạng mà mình cần trải nghiệm thôi. Ok, thì con bot tiếp theo đó chính là con bot cá mập ha, Fitron ha. Thì để bắt được con này thì anh em cần phải có cái chup form, chup form warm. Thì cái warm này anh em sẽ tìm kiếm được ở dưới cái map map nấm, thì nó có tỷ lệ xuất hiện và anh em sẽ cần một cái vợt để có thể bắt nó. Ok, sau khi mà mình đã bắt được cái con chup for one, nó gọi là con sâu bảy màu á, thì anh em có thể mang ra ngoài hai bên bờ sông á, bên cái biển á, bên phải hoặc là bên trái tùy anh em, bên nào cũng được. Sau đó anh em bỏ vào cái cần câu thì anh em câu nó thì nó sẽ xuất hiện ha. Đợi tí, đợi nó dính mồi đã. Rồi, đây là con cá mập. Thì đây là một con bot rất là khó anh em nhé, không phải là đơn giản đâu. Và anh em sẽ chỉ giết con này khi nào mà anh em thực sự cần và anh em chơi theo cái đường gọi là pháp sư thôi. Mục đích của con này là mình đánh là anh em nào mà chơi chơi theo dạng pháp sư thì anh em sẽ cần con này lắm. Nó sẽ rớt vào quyển sách, có thể nói là một trong những quyển sách đỉnh nhất rồi ở bên HMOD. Nếu như theo đường xạ thủ thì nó có súng dí ha, súng đạn dí, thì bên này nó sẽ có cái đường gọi là phép dí, có hình không nào. Hoặc là anh em cũng sẽ có cái rim shuffle, thì đây là một cái gọi là dùng để bay, mà sẽ biến thành con cá. Thì con cá đi trên cạn rất là chậm, nhưng mà khi anh em bơi xuống dưới nước thì nó sẽ nhanh hơn đó, rất là nhanh khi bơi dưới nước ha. Đó là một cái dạng thú cưỡi. Còn đây là đồ triệu hồi, nếu anh em theo triệu hồi thì theo cái này thì anh em sẽ triệu hồi gió lốc của Yasu ha. Đấy, ngoài ra thì mình nói về cái sách phép đó, thì cái sách phép đó là sách này mình sẽ lấy cho anh em xem, nó tên là Razor. Đây thì đây là quyển sách phép cũng khá là mạnh, và nếu anh em mà muốn đánh buôn lót mà theo được phép thì đây là quyển sách rất là tốt. Lợi ích của nó là nó sẽ dí, nó sẽ dí những cái mục tiêu nào mà đang xuất hiện ở dưới ha. Thì nó sẽ hợp với anh em là chơi phép như là hit and run, nghĩa là đánh bốt và vừa đánh vừa chạy, vừa đánh vừa chạy, vừa đánh vừa chạy á. Thì đây một món đồ rất tuyệt vời ha. Ok, thì sau khi mà xong rồi thì mình sẽ đến đánh một cái con bốt, và đây là con bốt thú vị mà cũng thuộc dạng là một con bốt cuối cuối nữa. Một con bot rất là hay, và nó có hai cơ chế ban ngày và ban đêm, thì nó khác nhau về lối đánh và cũng như là đồ. Thì con bot này thì anh em cần phải đánh Latera xong, sau đó anh em đi qua cái vùng đất tiên ấy, cái vùng đất mà mình đã biến thành đất tiên cái này không, hello á, vùng đất mà có kỳ lân đồ ngựa này nọ các kiểu á. Đó, đây là vùng đất hoặc là cây cối như thế này nè, thì anh em sẽ chờ chờ nó xuất hiện một cái con bướm 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 bướm, bướm tiên đây anh em. Đây, khi mà anh em giết con bot đó, giết con tiên á, cái con bướm bướm bảy màu á, thì nó xuất hiện con bot này. Thì đây là con bot có tên là Emret Apply. Thì ban đêm nó sẽ yếu hơn, ban đêm nó sẽ đam của nó sẽ bình thường và anh em có thể giết nó được. Thì nó sẽ rớt một số đồ khá là ngon, nhưng mà đam cũng sẽ một cái dạng chiêu thức khá là khó né ha. Kỹ năng của con này rất là rộng, đam khá là to, và nếu như anh em đánh vào ban đêm thì anh em có thể sống sót được. Còn ban ngày anh em đánh, nó sẽ đánh anh em với tỷ lệ là one hit. Để có được cái đó thì anh em cần phải mang cái này ha. Mình sẽ bắt nó như thế này đó, mình sẽ bắt nó dùng vợt, mình bắt nó giống như cái kia vậy đó. Ok, bây giờ mình sẽ gọi nó vào ban ngày thử cho anh em xem nhé. Đây, bây giờ mình sẽ gọi nó vào ban ngày thử cho anh em xem. Đây, ban ngày thì con bot này nó sẽ có một điểm đặc biệt. Đây, mình sẽ thử cho anh em xem nhé, mình sẽ thử một lần duy nhất thôi. Đây đó, cho dù bao nhiêu máu bao nhiêu đép thì tất cả mọi thứ của anh em chính là one hit thôi. Đó, đặc điểm mạnh nhất của con bot này vào ban ngày là như vậy. Và đặc biệt hơn là nếu như mà anh em đánh nó vào ban ngày, nó sẽ rớt được một cái vũ khí rất là xịn. Hiện tại thì có một số anh em trên mạng chỉ ra cách để đánh cái con này vào ban ngày hiệu quả, đó chính là xây một cái đường dài hết cái map luôn, sau đó là nâng cấp dày chạy nhanh nhất có thể, sau đó chạy qua chạy lại hit and run nó và né kill. Tại vì phải né tuyệt đối anh em nhé, tại vì chỉ cần trúng một hit bất kỳ chiêu thức nào của nó là anh em có thể chết ngay. Đó anh em nè, cái kiếm nè, Terrigma nè, đó, Terra Prigma nè. Rồi, hẹn gặp lại anh em các video sau nhé. Hy vọng là video cũng sẽ giúp ích anh em được cái gì đó. Bye anh em.